Việt Nam trong 10 nước nhận kiều hối cao nhất thế giới. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 9 trong danh sách 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất trên toàn cầu, với 11 tỷ đô la trong năm 2013. Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới, báo cáo di cư và phát triển của World Bank cho biết, năm qua, lượng kiều hối trên toàn thế giới là 542 tỷ Mỹ Kim. Trong số này, Ấn Độ dẫn đầu các nước nhận kiều hối lớn nhất 70 tỷ đô la, kế đến là Trung Quốc 60 tỷ đô la, thứ ba là Philippines 25 tỷ đô la. Việt Nam duy trì hạng chín dù lượng kiều hối Việt Nam nhận được trong năm 2013 cao hơn năm trước 1 tỷ đô la. Kể từ năm 2011, lượng kiều hối đổ vào Việt Nam tăng đến mỗi năm ở mức 1 tỷ đô la. Lượng kiều hối trong khu vực Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương ước tăng 4.8% trong năm rồi. Việt Nam, Thái Lan và Philippines là ba nước có mức tăng cao nhất. Ngân hàng Thế giới dự đoán lượng kiều hối toàn cầu trong năm nay sẽ tăng lên 581 tỷ đô la.